Thưa quý vị, bắt đầu triển khai từ năm 2017, chỉ sau 2 năm thực hiện, đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao đạt tiêu chuẩn Việt Gáp trên địa bàn huyện Bắc Hà đã phát huy hiệu quả. Không những lần đầu tiên chủ động được giống cây dược liệu, đảm bảo nguồn cung cho việc mở rộng vùng nguyên liệu, mà dự án này còn góp phần nâng cao nhận thức về giá trị kinh tế, kỹ thuật canh tác dược liệu cho người dân bản địa. Đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao đạt tiêu chuẩn Việt Gáp trên địa bàn huyện Bắc Hà được triển khai từ năm 2017 đến năm 2021. Khi bắt tay vào triển khai, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bắc Hà đã lựa chọn 3 loại cây dược liệu chủ lực là đan sâm, đương quy và cắt cánh. Chỉ sau hơn nửa năm triển khai, 1,5 hectare dược liệu trong vùng dự án đã cho thu hoạch. Năm 2017 chúng tôi thực hiện thì cuối năm 2018 chúng tôi thực hiện là thu hoạch hạt giống của cái cắt cánh cũng như là đương quy, thì cái tỷ lệ nảy mầm của cái cắt cánh thì là đạt trên 90%, còn đương quy là đạt trên 85%. Thì qua cái quá trình triển khai thực hiện năm 2019 này thì thấy là tỷ lệ hạt giống là nảy mầm cao, thứ hai là cái sinh trưởng phát triển của nó là rất là tốt. Theo đánh giá, cây dược liệu được trồng tại Lùng Phình và một số xã của huyện Bắc Hà là phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai, cây sinh trưởng phát triển tốt, củ đương quy đạt chất lượng theo đánh giá của Viện Dược liệu Việt Nam. Một thành công nữa của đề án này là có sự tham gia trực tiếp của người dân địa phương. Việc làm công cho trung tâm đối với nhiều người dân không đơn thuần chỉ là có thêm thu nhập hàng ngày, mà điều quan trọng hơn là giúp họ học tập, tích lũy kinh nghiệm và thấy được giá trị kinh tế của dược liệu, từ đó áp dụng để trồng ở quy mô hộ gia đình. Làm ở đây thì học được rất là nhiều kinh nghiệm từ các anh chị cán bộ khuyến nông cũng tập huấn cho, và cũng từ lúc làm ở đây thì học được nhiều kinh nghiệm về để áp dụng vào gia đình. Như vậy, cùng với nghiên cứu thì tính thực tiễn áp dụng của đề tài là rất cao. Thành công bước đầu không chỉ mở ra hướng đi mới cho sự phát triển, mở rộng nguồn nguyên liệu mà đã giúp cho bà con nông dân tiếp cận được kỹ thuật trồng, chăm sóc dược liệu. Từ thành công này, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bắc Hà sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai tại một số vùng trên địa bàn để có quy trình chuẩn nhất trong việc nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu. Là tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân là thực hiện áp dụng theo đúng quy trình kỹ thuật mà của trung tâm khuyến cáo, phải đầu tư đảm bảo cái phân chuồng cũng như là cái quy trình kỹ thuật để áp dụng vào thực tế thì mới có hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Bắc Hà đã thực hiện quản lý vùng nguyên liệu với 87 hecta, tập trung tại các xã như Tả Văn Chư, Lùng Cải, Lùng Phình, Bản Già, Lầu Thí Ngài và Na Hối với 4 loại cây trồng chính. Điều quan trọng là tất cả vùng nguyên liệu này đã được các công ty dược lớn có uy tín trong nước như Nam Dược, công ty Chafaco, Viện Dược liệu Việt Nam, công ty cổ phần dược liệu OPC và công ty dược Nam Hà bao tiêu sản phẩm. Lợi nhuận 1 hecta dược liệu có thể đạt được từ 60 đến 90 triệu đồng nếu áp dụng đúng quy trình kỹ thuật canh tác. Đây được xem là hướng đi đúng, mở ra cơ hội mới trong việc phát triển vùng nguyên liệu, tạo việc làm, thu nhập cho bà con nông dân tại huyện vùng cao Bắc Hà.